Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị, và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube Gốm Nhật Xuân Lãm nha anh chị, và những cái dòng sản phẩm bên em lên á, anh thì chị yêu thích món nào anh chị cứ nhắn tin lên hoặc là điện thoại qua cái Zalo bên em là 0913 nha anh chị, 330469, và em sẽ báo mã số sản phẩm. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã luôn ủng hộ cái kênh YouTube này nha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ lên sản phẩm nha anh chị. Em sẽ lên là một cái dĩa này, là một cái dĩa họa tiết hoa nha anh chị, họa tiết hoa đào rất là đẹp luôn. Không có chuyện nha anh chị, họa tiết là hoa đào, ngồi là không có chuyện nha. Đường kính dĩa là 32 và cao của dĩa này là 3.5 anh chị, 3.5. rồi bộ cái dĩa này em sale giá cho anh chị với giá 300k. Bộ này em sale giá cho anh chị với giá là 300k nha chị, 300k bộ này nha. À, cái dĩa họa tiết hoa đào nha chị, 300k. Anh chị chốt cho em mã T58, 300k nha chị, mã T58 nha chị. Toàn bộ sản phẩm em sale giá nha chị, đây 300k T58. Rồi em lên ly anh chị, ly này là xếp trà nha chị, xếp trà nha. Đấy, bộ cái này phải nha chị, bỏ ra nha. Rồi bây giờ này chén cơm anh chị, chén cơm nha. Rồi em cũng anh chị, do anh chị là bây giờ thông cảm là có những sản phẩm hôm trước là em bán giá là bình thường, hôm nay là em sale giá nha anh chị, có những sản phẩm thành anh chị mong anh chị là đừng có chọn nha, do là anh chị nhiều lúc là em báo chị trong một cái đơn, một cái kiểu như anh chị, một cái hành trình em lôi nhận kiểu như em nhập hàng rồi em sẽ trước đó em sẽ bán cái giá bình thường, rồi chứ mà là hết một cái lô đó em sẽ sale giá hết rồi em sẽ nhập vào lô mới nha anh chị. Thành anh chị lúc trước là những anh thôi chơi sao hôm trước là em bán cái giá cao, mà giờ này em bán giá rất là thấp, do anh chị thông cảm là hiện tại em đang sale giá nha. Rồi chén này đường kính là 12, rồi cao của chén là 6, cao của chén là 6. Cái này em bán cho anh chị là chén, anh chị chén cơm nha, 30k một chiếc đó anh chị, 30k một chiếc nha. Anh chị chốt cho em mã T59, 30k một chiếc nha anh chị, T59 nha anh chị. Cái chén này là phone, này là phone chén anh chị, phone này là phone chén kiểu như là dừa Việt nha, cái này là phone chén gần như chén Việt nha anh chị, và trong này là họa tiết rồng đan lượng nha anh chị. Đấy, không có chuyện, 30k một chiếc nha anh chị. Anh chị chốt em mã T59, 30k một chiếc, T59. Rồi em lên một cái anh chị, cái này anh chị, một cái anh chị, cái này bằng là bằng nhựa hay là bằng nhựa anh chị, em báo cho anh chị bằng nhựa đi, quá trình là cái gì thì em không biết nha. Rồi bên này anh chị có một chút bạc, anh chị bạc hay là bằng nhôm gì đó, nói chung em cũng không có rành đâu anh chị. Nói chung thật tình là cái ví dụ cái hàng Sika Hen này, dìa thì em nhập dìa món nào thì em sẽ bán theo món ấy hả. À, những món mình không biết đâu anh chị, chứ không phải là thiệt tình là biết hết đâu nha, không ai mà tài giỏi gì mà biết hết đâu. Rồi bây giờ em lên một cái cặp này anh chị, cặp này là một bộ của nó nè. Đấy, mà em bán chị là cái nĩa này nha anh chị, nĩa này là một chút oxy hóa nha. À, oxy hóa nha anh chị, là một cái nĩa oxy hóa ngay chỗ này, phần của này anh chị đấy. Và cái phần sâu bằng cái này bằng gì cũng không biết đâu nha, bằng nhựa hay là bằng cái gì, pho xích hay là gì đó cũng không biết luôn. Em có bán cho anh chị là anh chị cái gì thì anh chị mua chơi cũng không quan trọng là cái vấn đề gì đâu anh chị. Đường kính là 28, đường kính là 28 nha anh chị. Nói chung mình mua mình cho mình để sử dụng mình chơi, mà chứ còn không có quả quyết là em không biết là cái gì nha. Rồi cặp này em bán cho anh chị, một cặp này nha anh chị nói.
Xong em bán cho anh chị với giá là 424. Cặp này em bán cho anh chị 420k một cặp. 420k một cặp nha anh chị đó. Anh chị chốt em mã T60, 420k một cặp T60. Nó bằng cái gì em không biết nha anh chị. Lacquer bạc hay là bằng nhôm hay bằng gì chứ mà không phải là đồng. Nói chung là như vậy như vậy. Nói chung lacquer bạc hay là bằng nhôm gì đó, nói chung em không biết. Chứ mà không nhẹ là không nặng. Chiếc này nặng anh chị, chiếc này hơi nặng nha. Em nghĩ là lacquer bạc. Em nghĩ là lacquer bạc nha anh chị. Nói chung là em nói chung là rồi 420k T60 một cặp. Rồi em lên một cái bộ này nữa. Bộ này thì nó cũng là anh chị. Cái này là nỉa mà cũng có ký hiệu gì đây con? Cái đó. Đeo vô mẹ cũng không thấy luôn. Nói chung có ký hiệu nha anh chị bên của cái này nha. Mà thật tình là cái này là bằng bạc hay là bằng gì em cũng không biết luôn. Có ký hiệu nha anh chị, ký hiệu dưới này là bằng. Nói chung là nó 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc. Đó em có 6 chiếc anh chị, 6 chiếc nha. 6 chiếc. Và một cái bộ này nữa nha anh chị, em bán gộp lại cho anh chị luôn nha. Đó cái này là một cái dao. Này chỉ có hộp nên chị đúng rồi đấy. Nói chung là có ký hiệu nha anh chị, cũng còn gì đây nha, nó có rành lắm, thật tình luôn. Cái giấy này đâu luôn. Nào đây là một chung một bộ nha anh chị, đấy chung một bộ mà cái này nằm trong ở cái này có giấy anh chị, cái này là có giấy nha. Nói chung là chữ tiếng Anh thì em cũng không biết đâu. Nó nằm ở trong này, để trong này em cũng không biết luôn chị ta. Hộp. Đấy. Đường kính là 21.5 anh chị, đường kính là 21.5 nha. 21.5. Có 2 4 6. 6 với là một chiếc này là đây. 1 2 3 4 6 6. Rồi bộ này anh chị, bộ này em bán cho anh chị với giá là được quá luôn. Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là 1.200.000. Đẹp lắm anh chị, rất là đẹp nha. Cái dao này thì mình mài thì nó cũng nói chung cái này là vẫn sử dụng được, em nghĩ là vẫn cắt được nè. 1.200.000 anh chị chốt giùm em mã T161 anh chị, T61 nha. Tuy rằng là em không biết nó là bằng chất gì chứ mà em biết giá trị là cái này rất là VIP nha anh chị. Nó chứ không phải là tại sao không biết những cái món đó là gì, nhôm đồng sắt hay là gì đó hay kim loại gì đó mà sao tại sao là bán mắc cho em biết. Cái giá trị của cái này là phải là hàng đỉnh điểm nha anh chị, hàng của châu Âu nha, không phải là hàng Nhật nha chị, hàng của châu Âu chứ mà em không biết nước nào đâu. Rồi 1.200.000 T61 1.200.000.
Rồi em lên một cái này anh chị, cái này là có truyện ký đầy đủ, hơi cũ một xíu. Đường kính là 9 và cao là 10. Đường kính 9 cao là 10 nha anh chị. Cái này là xưa nha. Rồi 150k cái hũ này. Xưa nha anh chị, 150k. Anh chị chốt cho em mã T62. 150k T62. T62 150k chiếc này. Rồi em lên hai cái dĩa, hai dĩa này là hai cái dĩa sơn thủy nha anh chị. Sơn thủy mà bút này là bút mực xưa nha anh chị. Đường kính là 12. Rồi hai cái dĩa này em bán cho anh chị với giá anh chị đường kính là 12 nha. Rồi 70k một cặp dĩa. 70k một cặp, anh chị chốt cho em mã T63. 70k một cặp T63. Giờ cái này mình không biết giờ nào lên. Ngày mai đợt cố định là 10 giờ mình lên. Mọi người mình có like mình chỉnh lại cái nét cho mọi người tự like. Rồi em lên cái này anh chị. Bộ dĩa này là gồm có 5 chiếc nha. Xin lỗi, bộ này gồm có 6 chiếc. 6 chiếc nha anh chị. Bộ này gồm có 6 chiếc và notoriety nha anh chị, là cái những cái dòng men cao cấp và hàng này là hàng chuẩn Nhật nha anh chị, hàng chuẩn Nhật luôn. Rồi bộ này em sale giá cho anh chị đường kính là 15. Rồi bộ này em bán cho anh chị 130k. Anh chị viền là viền ok nha anh chị, mới nha, chưa qua sử dụng. Và cái này là viền hộp vàng nha anh chị, viền vàng, xin lỗi, viền vàng hơi phai xíu. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị đấy. 130k 6 chiếc. Anh chị chốt cho em mã T64. 130k T64. Tầm mấy cái đồ dưới đất lên. Rồi em lên một cái bộ dĩa anh chị, một cái bộ dĩa hoa nha. Một dĩa bộ hoa, dĩa hoa men tiêu chấm anh chị, chấm chấm men tiêu hơi sâu lòng một xíu. Hơi sâu lòng. Và có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Mi xô nè nha anh chị, cái hàng này hàng chuẩn Nhật nha, hàng chuẩn Nhật. Đường kính là 24 anh chị. Cái dĩa này đường kính là 24. Cặp này em bán cho anh chị 140k. Còn bộ sản phẩm em sale giá nha anh chị 140k. Anh chị chốt cho em mã T65. 140k một cặp, thì mỗi dĩa này chỉ có 70k anh chị. Đấy. T65. Rồi em lên một cái này anh chị này nè. Bằng mộc nha anh chị, gốm mộc nha. Ui sao không có truyền anh chị, không có truyền. Rồi đường kính là 11.5 ngang là 10. Rồi chiếc này là mắc 120k. 120k một cái chiếc này anh chị, 120k anh chị chốt giùm em mã T66. 120k T66. Rồi em lên cái bình sake anh chị, xin lỗi, bình rượu nha anh chị, bình rượu nha. Bình rượu. Bình này là bình mộc có truyện đầy đủ nha anh chị. Đường kính là 3.2 và cao là 15. Đấy, truyện ký đầy đủ anh chị. Truyện ký đầy đủ nha. Rồi bình này em bán cho anh chị là, đấy, bình này anh chị em bán cho anh chị mỗi bình này là 70k. Bình mộc anh chị truyện ký đầy đủ nha. Đất đỏ, đất nung 70k. T67. T67 anh chị, 70k một chiếc T67. Rồi em lên một chiếc anh chị. Cái này là lắc xí ngầu nha anh chị, lắc xí ngầu. Anh chị lắc nè. Cái này em không có anh chị, để lắc như thế này. Để nói kéo này ra. Anh chị đấy. Làm nha anh chị. Đường kính làm 9.5. Và anh chị đường kính là 9.5, truyện ký đầy đủ nha anh chị. Rồi cái này em bán cho anh chị 120k. Lát anh chị, đấy.
120k, anh chị chốt cho em mã T68, 120k T68. Còn gì không? Đã mở rộng hết ra. Ở trong nó còn chưa đi, chưa gỡ. Nước qua là chưa gỡ. Đây còn cái trong đó nước qua là chưa gỡ. Rồi em lo chiếc này chị, đường kính là 15 và cao là 6. Cho em lọt là nó cao hơn. Rồi cái này em còn một chiếc nha anh chị, sale giá cho anh chị nha. Rồi em sale giá cho anh chị còn là 80k. Này sale giá anh chị còn 80k T69. 80k T69 nha anh chị, T69 80k. Rồi em lên một cái bộ trà nha chị. Bộ này em cũng sale giá luôn cho anh chị luôn. Một bình trà gồm có là 5 ly. Một bình trà gồm có 5 ly nha chị, 5 ly nha. Đấy. Đường kính ly là 6.5 anh chị, và cao của ly là 7 nha. Miệng là 6.5, cao là 7 anh chị. Lọc tổ ong. Rồi bình này một bình gồm có 5 ly anh chị. Rồi bộ này em sale giá cho anh chị là em bán cho anh chị bộ này một bình nha, 5 ly. Rồi em bán cho anh chị là sale giá nha anh chị 300. Bộ này em bán cho anh chị 340k. Thật tình em sale giá nha anh chị, chứ không có cái bình thường là không có nha. Em sale giá do là em bán chị là toàn bộ các sản phẩm em sale giá hết. 340k anh chị chốt giùm em mã T70. Là bộ trà không nha anh chị, em bán bộ trà là 5 cái ly. Một cái bình nha anh chị, một bình. Rồi em lên cái này là một con chuột nha anh chị. Rồi em lên một con chuột nha anh chị. Chuột này là để làm thành hũ tâm nha anh chị, thành hũ tâm nha. Đè. Chưa mẹ, bên con kia như 80 rồi. 70 ta. Rồi cái này là chuột nha anh chị. Đấy. Chuột này em bán cho anh chị với giá là 70k. Anh chị chốt giùm em mã T T71 nha anh chị, 70k T71 nha, chuột hành hữu tâm nha anh chị, tâm nha. Rồi em lên cái này là dĩa anh chị, dĩa này là dĩa xưa nha anh chị, dĩa xưa nha. Rồi bộ này em có là 5 chiếc anh chị, dĩa xưa bộ này em có 5 chiếc. Đường kính dĩa là 16 anh chị, đường kính dĩa 16. Rồi bộ này 5 chiếc anh chị, đường kính dĩa 16, 5 chiếc này em bán cho anh chị 210k. 210k bộ nha anh chị, bộ này xưa nha. Đấy. 210k bộ này. T72 nha anh chị, 210k T72, 5 chiếc. Rồi em lên một cái bộ này. Rồi. Em lên một. Em lên một bộ dĩa anh chị, dĩa này là đường kính là
23.5 anh chị đó, đường kính là 23.5 nha. Rồi bộ dĩa này em bán cho anh chị là 100k. Thật tình anh chị báo chị toàn bộ dĩa hàng em lên là giá sale nha, anh chị đừng có thắc mắc là kiểu như là sao hôm trước mình mua cái giá này giờ hôm này thì em bán rẻ hơn nha anh chị. Nói chung là em sale giá nha, anh chị thông cảm nha anh chị. Đấy, 100k cặp dĩa này anh chị chốt cho em mã T73. T73 nha anh chị, 100k 2 chiếc nha anh chị, một T73. Rồi em lên cái này là thú Imari. Rồi xin lỗi thú ngủ sách. Để cho mình dàn tóc để lại đi sao á, làm sao lấy. Đấy, đẩy vô tới đây để cho nữ đông hàng đóng sao bỏ vô. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là một cái để anh chị để. Ngủ sách nha anh chị, để anh chị tết mà để bánh mứt chỗ này nè. Đường kính là 7.5 và cao là 6.5. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 250k. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị, 250k nha. Anh chị chốt cho em mã T70. T74 nha anh chị, 250k T74. T74 250k. Rồi em lên một cái cặp nha anh chị, một cái cặp này nha. Đó, em khỏi mở cho anh cái này anh chị, em quá keo nha. Đây là củ cải, cái này cà rốt nha anh chị đấy. Đường kính là 9.5 và cao là 9. Rồi một cặp này. Cặp này nha anh chị, em bán cho anh chị là một cặp nha 70k. Cặp này là 70k nha anh chị, 70k một cặp nha. Anh chị chốt giùm em 70k một cặp, anh chị chốt giùm em mã T75. 70k một cặp nha anh chị, T75 nha, T75. Đấy, T75 nha anh chị một cặp. Là mỗi này là 35 70k một cặp. Rồi cái này có 35k một chiếc nha anh chị, sale giá nha. Rồi em lên cái này anh chị, em lên cái hộp. Hộp này là chuẩn. Cái hàng này là chuẩn anh chị, cái này là hàng chuẩn Nhật nha anh chị. Cái này là hàng chuẩn Nhật luôn nha. Bộ này gồm có 5 ly anh chị, rất là đẹp luôn. Đường kính ly là 6.2 và cao là 12. Rồi cái bộ cái này ly này em bán cho anh chị là hộp này 120k. Hộp này là 120k một hộp nha anh chị chốt cho em mã T76 120k nha anh chị. Đấy, anh chị nhìn nè. T76 120k hộp này anh chị đấy. Còn sale giá nha anh chị, sale giá nha. Rồi em lên cái này chén nha anh chị, cái này là chén nha. Chén ngũ sắc anh chị, chén cơm ngũ sắc nha. Đấy. Đường kính là 10-12, chén cơm nha anh chị, cao là 5. Rồi ba cái chén này em bán cho anh chị với giá là 110k. Ba chiếc nha anh chị, chén ngũ sắc em xem giá là 110k ba chiếc, anh chị chốt giùm em. Mã T77 110k, mã T77. T77 nha anh chị, ba chiếc 110k nha. T77. Rồi em lên một cái bộ trà anh chị, một bộ trà nha.
Một bộ này là một bộ bột bình gồm có là 6 ly. Một bình gồm có 6 ly nha anh chị đây. Đường kính ly là 7 nha anh chị, và cao của ly là 6. Đường kính ly là 7, cao của ly là 6 anh chị. Rồi em lên một bộ này. Đấy, vẽ sơn thử nha anh chị, vẽ sơn thử nha. Miệng là 6.5 anh chị và cao là 6 nha. Đấy, ly sơn thủy. Và cái bình trà anh chị, bình này là có chớp núi Phú Sĩ anh chị, chớp núi Phú Sĩ nha. Đó, ngay cái này chị đã chớp, có vẽ chớp núi Phú Sĩ, và trong bình này là chưa qua sử dụng lọc lưới nha anh chị. Dung tích là 350ml. À, 350ml nha anh chị. Rồi bộ này em sale giá cho anh chị là bộ này em bán cho anh chị với giá là một bình. Rồi 600, bộ này em bán cho anh chị là 600k. T78 600k nha anh chị, T78 bao nhiêu phút? T78 600k. Rồi cái dĩa này là dĩa cua anh chị ơi. Sáu dĩa, bảy dĩa nha anh chị, bảy dĩa nha. Bảy và tám nha anh chị, tám dĩa nha anh chị. Chín dĩa nha. Mười dĩa. Mười một dĩa. 12 dĩa nha anh chị. Đấy, 12 dĩa mà trong này là chịu vẫn là cua. 12 dĩa. 12 dĩa mà trong này là có 2 4 6 8 chiếc dĩa là cũng là cua nha anh chị. Cũng là cua. Mà cái 1 2 3 4 5 6 7. Rồi 11 chiếc anh chị, 11 chiếc dĩa nha. Có một chiếc đã bị nứt phần sau. 11 chiếc em bán 11 chiếc cho anh chị. Rồi 11 chiếc này em bán cho anh chị với giá 250k. 11 chiếc nha anh chị, 250k 11 chiếc. 250k 11 chiếc, đường kính là 16.5 và cao là 3. Còn một cái chiếc phần anh chị em nhìn kỹ mới thấy nha, còn không nhìn kỹ là không thấy phần sau. Đấy, một xíu chỗ này. À, rồi em bỏ vào luôn nha chị. Đấy, 250k mà tối 10 tính ra 11 chiếc. Còn chiếc bỏ theo là 12. 2 4 6 8 10 12 chiếc. Rồi 250k T79 nha anh chị, T79. T79 250k T79 11 chiếc, tặng thêm một chiếc nữa. Rồi, chiếc này anh chị, chiếc này nha. Rồi, 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc, 7 chiếc, rồi 8 chiếc. Cái này em có 8 chiếc nha anh chị. Dĩa này là rất là lạ, cái dĩa này dĩa quả bí nha anh chị, rất là lạ luôn. Em có 8 chiếc. Rồi 8 chiếc này em bán cho anh chị là đường kính là 16 anh chị, đường kính là 16 nha. Rồi 8 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 170k. Đã sale giá nha anh chị, 170k 8 dĩa. Anh chị chốt giùm em mã T80. T80 170k. 2468 nha anh chị, 170k T10. T80 nha anh chị, 170k T80.
Rồi em lên. Cái này là tô anh chị. Đấy tô nha. Viền là viền sọ, viền viền xanh nha anh chị. Viền này là viền xanh nha. Tô viền xanh rất là đẹp anh chị. Đường kính tô là 15 và cao của tô là 7.5. 15 nha anh chị, cao của tô là 7.5 nha. Tô này em có 4 chiếc anh chị. Em có 4 chiếc. Rồi 4 chiếc này em bán cho anh chị 220k. Cũng sale giá nha anh chị, 220k 4 chiếc tô rất là đẹp mà. Anh chị chốt em mã T81 nha anh chị, 220k 4 chiếc T81. Anh chị họa tiết có hoa trong lòng nha anh chị. Và ngồi này vẫn có hoa và có truyện ký đầy đủ. Viền là viền xanh nha anh chị, viền hoa luôn nha. Rất là rẻ nha anh chị, thật tình luôn. Em kiểu nha anh chị, em xe toàn bộ những sản phẩm luôn nha anh chị. Rồi T81 220k 4 chiếc. Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị. Em xin chân thành cảm ơn anh chị đã luôn ủng hộ cái kênh YouTube này.